Cô chào các em học sinh khối lớp 7 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay các em sẽ bước vào tiết ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1 vào tuần sau. Về hình thức kiểm tra thì các em sẽ làm theo hình thức là trắc nghiệm và thời gian làm bài là 45 phút. Về nội dung ôn tập, các em sẽ học ôn các bài sau đây. Bài 5: Đới nóng, môi trường xích đạo ẩm. Bài 6: Môi trường nhiệt đới. Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa. Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng. Bài 12: Thực hành, nhận biết đặc điểm của môi trường đới nóng. Bài 13: Môi trường đới ôn hòa. Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa. Và bài 18: Thực hành, nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa. Trong bài ôn tập ngày hôm nay thì cô sẽ nhắc lại lý thuyết và những nội dung trọng tâm mà các em cần nắm để chuẩn bị cho bài kiểm tra. Đầu tiên là bài 5: Đới nóng, môi trường xích đạo ẩm. Về đới nóng thì các em cần lưu ý đới nóng có vị trí nằm trong khoảng từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam. Ở đới nóng thì có gió tiếng phong Đông Bắc và Đông Nam thổi thường xuyên và quanh năm. Đới nóng gồm có 4 kiểu môi trường, đó là môi trường xích đạo ẩm, môi trường nhiệt đới, môi trường nhiệt đới gió mùa và môi trường hoang mạc. Về môi trường xích đạo ẩm, môi trường xích đạo ẩm có vị trí nằm trong khoảng từ 5 độ Bắc đến 5 độ Nam. Về đặc điểm khí hậu thì nóng và ẩm quanh năm, chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất với tháng thấp nhất rất nhỏ, khoảng 3 độ C. Nhưng sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lại tới hơn 10 độ C. Môi trường xích đạo ẩm là môi trường có lượng mưa trung bình năm nhiều nhất ở đới nóng. Lượng mưa trung bình năm từ 1.500 đến 2.000 mm. Có mưa quanh năm và càng gần về phía xích đạo thì mưa càng nhiều. Môi trường xích đạo ẩm có độ ẩm rất cao, trung bình trên 80%. Ở môi trường xích đạo ẩm, chính nhờ cái khí hậu nóng ẩm đã tạo điều kiện cho rừng rậm xanh quanh năm phát triển. Trong rừng có nhiều loài cây, mọc thành nhiều tầng rậm rạp và có nhiều loài chim thú sinh sống. Ở các vùng cửa sông, ven biển có rừng ngập mặn. Tiếp theo đó là bài 6, môi trường nhiệt đới. Môi trường nhiệt đới thì các em cần lưu ý về vị trí. Vị trí của môi trường nhiệt đới nằm trong khoảng từ 5 độ đến chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam. Về đặc điểm khí hậu thì nóng quanh năm, có nhiệt độ cao trung bình trên 20 độ C. Càng gần chí tuyến, thời kỳ khô hạn càng kéo dài từ 3 đến 9 tháng và biên độ nhiệt trong năm càng lớn. Lượng mưa trung bình năm từ 500 đến 1.500 mm. Tiếp theo là các đặc điểm khác của môi trường. Về chế độ nước của sông ngòi, thì chế độ nước của sông phân hóa theo mùa. Mùa lũ trùng với mùa mưa, mùa cạn trùng với mùa khô. Các oxit sắt và oxit nhôm tích tụ ở gần mặt đất, làm cho đất ở môi trường nhiệt đới có màu đỏ vàng, hay còn gọi là đất ferrite. Đất ferrite dễ bị xói mòn, rửa trôi hoặc thoái hóa nếu không được cây cối che phủ và canh tác không hợp lý. Thực vật thì thưa thớt và giảm dần về phía hai chi tuyến, từ rừng thưa chuyển sang đồng cỏ cao nhiệt đới hay còn gọi là savan và cuối cùng là nửa hoang mạc. Khí hậu ở môi trường nhiệt đới thích hợp cho việc trồng nhiều loại cây lương thực và cây công nghiệp. Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa. Môi trường nhiệt đới gió mùa vị trí là nằm ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Môi trường nhiệt đới gió mùa gồm có hai mùa gió, đó là gió mùa hạ hay còn gọi là gió mùa Tây Nam, thổi từ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tới, đem theo không khí mát mẻ và gây mưa lớn. Gió mùa đông hay còn gọi là gió mùa đông bắc, thổi từ lục địa châu Á ra, đem theo không khí khô và lạnh.
Mỗi đợt gió mùa đông lạnh về, nhiệt độ ở miền Bắc nước ta có thể xuống dưới 20 độ C. Về đặc điểm khí hậu, thì nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa gió, thời tiết diễn biến thất thường nên dễ gây ra hạn hán hay lụt lội. Ở môi trường nhiệt đới gió mùa, thảm thực vật phong phú và đa dạng, như là rừng cây rụng lá vào mùa khô, đồng cỏ cao nhiệt đới, savan hay rừng ngập mặn. Khí hậu thích hợp cho việc trồng cây lương thực, đặc biệt là lúa nước và cây công nghiệp như là cà phê, chè, cao su. Bài 10. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng. Gần 50% dân số thế giới tập trung ở đới nóng. Những nơi tập trung dân cư đông đúc là khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Tây Phi và Đông Nam Brazil. Dân số tăng nhanh dẫn đến bùng nổ dân số, gây hậu quả nghiêm trọng đến việc phát triển kinh tế, đời sống con người và tài nguyên, môi trường. Sức ép của dân số đã làm cho nguồn tài nguyên rừng bị thu hẹp, đất trồng bạc màu, khoáng sản cạn kiệt và thiếu nước sạch. Môi trường tự nhiên bị ô nhiễm, hủy hoại dần, như là môi trường nước, không khí. Và biện pháp để khắc phục đó là giảm tỷ lệ gia tăng dân số, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và ý thức của người dân. Bài 12. Thực hành nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng. Cô sẽ cho một số biểu đồ về nhiệt độ và lượng mưa, và các em sẽ chọn ra một biểu đồ thuộc đới nóng. Các em sẽ xem các biểu đồ ở trong sách giáo khoa. Bài 13. Môi trường đới ôn hòa. Môi trường đới ôn hòa có vị trí nằm trong khoảng từ chí tuyến đến vòng cực ở cả hai bán cầu. Khí hậu mang tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 10 độ C, lượng mưa trung bình từ 600 đến 800 mm. Thời tiết thay đổi thất thường do các đợt khí nóng ở chí tuyến tràn lên, các đợt khí lạnh ở vùng cực tràn xuống, cùng với đó là gió Tây ôm đới và các dòng biển nóng chảy ven bờ. Môi trường đới ôn hòa gồm có 5 kiểu môi trường, là môi trường ôn đới hải dương, ôn đới lục địa, địa trung hải, cận nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt đới ẩm và hoang mạc ôn đới. Trong đó, 3 kiểu môi trường đặc trưng cho đới ôn hòa đó là ôn đới hải dương, ôn đới lục địa và địa trung hải. Các em sẽ xem đặc điểm của 3 kiểu môi trường này trong sách giáo khoa trang 45. Môi trường đới ôn hòa thay đổi từ vùng này sang vùng khác tùy thuộc vào vĩ độ, vào ảnh hưởng của dòng biển và gió Tây ôn đới. Thảm thực vật cũng có sự thay đổi từ đông sang tây theo ảnh hưởng của dòng biển và gió Tây ôn đới. Thảm thực vật sẽ thay đổi từ rừng lá rộng chuyển sang rừng hổm giao và cuối cùng là rừng lá kim. Thảm thực vật cũng có sự thay đổi theo chiều từ bắc xuống nam theo vĩ độ. Đầu tiên là rừng lá kim, tiếp theo là rừng hổm giao và đến thảo nguyên và rừng cây bụi gai. Bài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa gồm có hai loại ô nhiễm, đó là ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước. Đầu tiên là ô nhiễm không khí. Về hiện trạng thì bầu khí quyển bị ô nhiễm nặng nề. Nguyên nhân là do sự phát triển công nghiệp, phương tiện giao thông, sinh hoạt của con người, do cháy rừng và bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyên tử. Về hậu quả là tạo nên những trận mưa axit, làm tăng hiệu ứng nhà kính, khiến cho trái đất bị nóng dần lên, khí hậu toàn cầu biến đổi, băng ở hai cực tan chảy, mực nước đại dương dâng cao, khí thải còn làm thủng tầng ozone. Giải pháp là các nước đã ký nghị định Kyoto nhằm cắt giảm lượng khí thải gây ô nhiễm. Tiếp theo là ô nhiễm nước. Về hiện trạng thì các nguồn nước bị ô nhiễm gồm nước sông, nước biển và nước ngầm. Nguyên nhân là do váng dầu, do đắm tàu hoặc rò rỉ ống dẫn dầu đã dẫn đến hiện tượng thủy triều đen, do hóa chất từ các nhà máy,
Nước thải từ các khu dân cư chưa xử lý đã đưa trực tiếp ra sông, biển, dẫn đến hiện tượng thủy triều đỏ. Do lượng phân hóa học và thuốc trừ sâu dư thừa trên đồng ruộng đã làm ô nhiễm nước ngầm. Về hậu quả là tạo nên hiện tượng thủy triều đỏ, làm chết ngạt các sinh vật sống trong nước, thiếu nước sạch cho đời sống và sản xuất, gây ra các bệnh về da và bệnh về đường ruột. Bài 18. Thực hành nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa. Cô sẽ cho một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa, và các em sẽ chọn ra một biểu đồ thuộc đới ôn hòa. Các em cũng sẽ xem các biểu đồ ở trong sách giáo khoa. Dặn dò của cô trong bài này là như sau. Các em sẽ xem nội dung các bài học đã được ôn tập trong bài giảng của cô, kết hợp với xem nội dung trong sách giáo khoa. Và cô chúc các em sẽ làm bài kiểm tra thật tốt.